Vâng, xin chào các anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị và bạn quay trở lại với khóa học mà quảng cáo bán hàng và kiếm tiền trên Facebook phiên bản năm 2020 mới nhất, cập nhật mới nhất và đầy đủ nhất của giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi. Và trong video bài học này thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thao tác ở trên máy tính. Tôi sẽ vừa nói chuyện với các bạn và tôi vừa thao tác trên máy tính. Tôi sẽ quay lại màn hình trên máy tính và hướng dẫn cho các bạn một số các vấn đề liên quan đến fanpage. Được chưa ạ? Vâng. Đầu tiên thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị các bạn tạo fanpage và kèm theo một số các hướng dẫn sử dụng cơ bản trên fanpage, và tôi thao tác trên máy tính cho nó thuận tiện các bạn nhé. Thì đầu tiên đây các bạn nhìn thấy cái giao diện mới nhất đây, Facebook mới nhất, và ngày hôm nay nó vừa cập nhật. Thì chúng ta có thể bấm vào nút tạo, có chữ tạo tiếng Việt. Nếu mà các anh chị các bạn sử dụng tiếng Anh thì có thể là chữ create. Tôi đã sử dụng cái bản tiếng Việt để dễ cho mọi người. Hoặc là các bạn cũng có thể bấm vào cái thanh menu như thế này. Đó, các bạn có thể bấm vào đây. Đó, các bạn vào đây để các bạn xem. Đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể quản lý trang. Thì chúng ta sẽ tạo được trang. Đó. Đấy, thì chúng ta cũng có thể bấm vào nút tạo trang từ đây. Được chưa ạ? Hoặc là chúng ta cũng có thể bấm nút tạo và tạo trang từ đây. Nó giống nhau. Nó sẽ giống y hệt nhau. Nhưng mà các cái đường dẫn nó khác nhau. Thế thì ở đây chúng ta nhìn thấy nó có hai nhóm. Nhóm doanh nghiệp thương hiệu hoặc là nhóm cộng đồng người công chúng. Nếu như bạn là doanh nghiệp thương hiệu thì bạn chọn bên trái. Nếu như mà bạn là cộng đồng hoặc nhóm công chúng thì bạn chọn bên phải. Thí dụ bạn là ca sĩ, bạn là diễn viên thì bạn có thể chọn bên phải, hay là cầu thủ bóng đá. Thế nhưng mà bạn là cửa hàng X hay là Spa Y hay là bệnh viện Z thì các bạn sẽ chọn là doanh nghiệp. Đúng không ạ? Thì chúng ta bấm vào nút bắt đầu, chúng ta đặt tên trang và tìm hạng mục. Ví dụ như là tôi có thể tạo ra một cái fanpage là để kinh doanh áo sơ mi. Tôi có cái xưởng sản xuất áo sơ mi, các bạn có thể nhập hàng buôn của tôi. Đây là sự chuyện thật nhé, không phải tôi hướng dẫn giả vờ đâu. Tôi có cái xưởng sản xuất và các bạn có thể nhập buôn của tôi với giá tốt. Rồi, áo sơ mi nam giá rẻ. Đấy, các bạn có thể đặt tên thương hiệu là chung chung như thế. Hoặc là áo sơ mi nam giá rẻ Phan Anh, hay là Phan Anh là nhà sản xuất áo sơ mi nam giá rẻ. Tùy các bạn cách đặt tên như thế nào đặt. Thì cái tên thương hiệu ấy, các bạn đặt là phải có ý nghĩa, chứa từ khóa, có chứa thương hiệu để người ta dễ tìm thấy. Hay là chuyên áo sơ mi nam đẹp giá rẻ chất lượng. Hay là áo sơ mi nam giá rẻ _ 0989 623 888. Tức là tôi đưa cả số điện thoại của tôi vào đây. Đúng không ạ? Vâng. Thêm hạng mục. Thì ở đây chúng ta có thể làm mô tả là bán buôn, bán lẻ áo sơ mi giá rẻ. Ok. Rồi. Các bạn có thể chọn cái mục ở đây là mua sắm và bán lẻ. Đấy. Họ tìm ra. Hoặc là mình cũng có thể tìm đến thời trang. Đó. Mình cũng có thể tìm đến thời trang. Đều được. Địa chỉ chúng ta cho vào. Đấy. Rồi thì Hà Nội, đúng không ạ? Hà Nội, mã zip là 1 và 5 số 0, số điện thoại 0989 623 888, số của tôi đấy ạ. Và đấy là ví dụ như thế. Chúng ta tiếp tục. Vâng, vui lòng sử dụng được các trường được tô sáng, đúng không? Rồi số 1, rồi ngõ 1 đường Bà Triệu. Ví dụ thế, đúng không ạ? Hà Nội, ok, xong. Số điện thoại không hợp lệ. Vâng, số điện thoại không hợp lệ. Chắc là ta phải để cộng 84. Ok. Cũng không được. Thế thì ta bỏ qua luôn. Sau ta cập nhật sau. Khi vào fanpage chúng ta có thể cập nhật. Ok, các bạn đợi một chút, được chưa? Thế bây giờ chúng ta có thể làm thêm ảnh đại diện. Chúng ta có thể thêm ảnh avatar, những bước như thế này. Chúng ta có thể có ảnh đại diện, ảnh cover. Nếu mà chúng ta có thì chúng ta up luôn. Chúng ta không có thì chúng ta bỏ qua. Đấy, và chúng ta thiết kế cái cover của chúng ta. Thế thì thiết kế cover bằng cách nào? Thì các bạn có thể vào cái trang Canva.com đây. Tên tiếng Anh có thể đọc, mình có thể đọc dịch là cần vá đấy, đúng không ạ? Và sau này thì mình sẽ tìm cái từ Facebook cover. Đấy, vào cái này tìm từ Facebook cover. Sau đó thì mình chọn một cái mẫu phù hợp với mình. Mình chọn một cái mẫu phù hợp với mình để mình làm cái cover cho fanpage của mình. Ví dụ như vậy. Sau đó mình chọn cái áo sơ mi, mình đưa vào đây. Và mình sửa tên, đổi tên đi, đúng không? Ví dụ thôi, áo sơ mi nam. Mình sửa cái này đi. Sau khi mình sửa xong mình tải xuống, sau đó mình up lên thì mình sẽ tạo ra được một cái fanpage như thế này. Hôm nọ tôi vừa đăng một cái page áo sơ mi giá rẻ, Phan Anh nhà sản xuất áo sơ mi đây. Có ảnh bìa đây, rồi thì có ảnh đại diện đây, các bạn nhìn thấy chưa ạ? Vâng. Đấy, tôi cũng dùng cái này. Chúng ta cũng tạo URL ở đây. Đấy, chúng ta có thể là cập nhật thêm các thông tin khác bằng cách bấm vào nút 3 chấm xem chỉnh sửa thông tin. Đấy, thì chúng ta có thể viết các mô tả là gì? Chuyên sản xuất, bán buôn, bán lẻ, số lượng lớn, áo sơ mi nam. Ok. Đấy, bây giờ tôi cho số điện thoại vào được. Tôi để cộng 84. Việt Nam. Đây rồi. Ok. Đấy. Trang web thì tôi có thể để tên miền của tôi. www.pamarketing.vn. Ví dụ như thế. Email. Tôi có thể để phananhonline@gmail.com, lưu thay đổi vào. Chúng ta cũng có thể cập nhật số 1 đường Bà Triệu đây, thời gian chúng ta sửa chữa, vân vân. Đấy là những cái thông tin mà chúng ta có thể sửa. Như vậy thì chúng ta đã vừa tạo ra được một cái fanpage cũng khá là chuyên nghiệp. Cái ảnh bìa này thì tôi dùng cái công cụ là Canva này, tôi tạo ra nó thôi. Các bạn có thể tạo ra nó bằng cách ở trên này, cũng rất là đơn giản. Sau đó thì các bạn cập nhật lên. Tôi để tiết kiệm thời gian thì tôi làm như thế này. Được chưa? Các bạn có thể tùy chỉnh các cái nút theo kêu gọi. Đấy. Các bạn có thể tùy chỉnh thoải mái. Sau đó thì các bạn cũng có thể vào những cái phần liên quan đến để mà quản trị, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể vào các phần cài đặt. Chúng ta xem ở trong này có rất nhiều các cái thông tin. Rồi thì cài đặt thông tin trang này, nhắn tin này, các biểu mẫu này. Rồi thì vai trò trên trang là mình muốn chia sẻ cho những cái người khác vào fanpage của mình. Rồi thì mình cũng học hỏi các cái trang fanpage khác. Rồi thì Instagram, rồi đăng chéo, lịch sử về thanh toán, hỗ trợ, vân vân. Có rất nhiều các thông tin ở đây. Nói chung thì tôi vừa hướng dẫn cho các bạn rất là cơ bản cách tạo ra một cái fanpage và cập nhật một cái fanpage như thế này. Thế thì trên fanpage này nó cũng có rất nhiều các cái định dạng bài viết. Chúng ta bấm vào đây chúng ta nhìn thấy nó có rất nhiều các định dạng bài viết khác nhau, đúng không ạ? Như ảnh này, trong ảnh này thì chúng ta thấy là có ảnh hoặc video, có album, đúng không ạ? Rồi thì tạo thẻ quay vòng để chúng ta tạo quảng cáo, cái ảnh quảng cáo quay vòng, hoặc là tạo dạng slide phim, ảnh trình chiếu để chạy quảng cáo, hoặc là tạo trải nghiệm tức thì là canvas. Thì mỗi một cái loại khác nhau như này thì chúng ta sẽ tạo ra được cái định dạng về hình ảnh và thông tin khác nhau. Hoặc là chúng ta có thể chạy nhận tin nhắn. Đấy, chúng ta viết gì đó lên đây sau đó chúng ta chạy quảng cáo. Liên hệ nhà sản xuất áo sơ mi giá rẻ, chất lượng tốt, bao giá toàn quốc 0989 623 88, ví dụ thế. Rồi sau đó thì chúng ta chia sẻ. Thì như vậy chúng ta đã cập nhật một cái bài viết nó đăng tải lên, và chúng ta có thể chạy quảng cáo các bài viết này. Tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn chạy quảng cáo các bài viết này. Đấy, gửi tin nhắn, đúng không ạ? Họ sẽ liên hệ vào đây, nó sẽ về cái đường link về page của chúng ta. Đấy, rất là đơn giản. Vâng, thì trong này chúng ta thấy là chúng ta đã thiết lập cái phần liên quan đến thông điệp như thế này, rất là hay. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy là chúng ta có rất nhiều các cái định dạng như tôi đã vừa hướng dẫn, rất nhiều định dạng đó, rồi thì check in, rồi thì quảng cáo doanh nghiệp, vân vân. Tiếp tục trên này thì chúng ta cũng còn có thể phát livestream, tạo sự kiện, tạo các cái ưu đãi và tìm kiếm việc làm. Đấy là một số các tính năng cơ bản của fanpage. Sau đó thì chúng ta cũng có thể là sang bên này, chúng ta mời bạn bè bằng tay. Chúng ta mời bạn bè bằng tay để họ thích trang của mình, cũng rất là hay. Để cho những cái lượt đầu tiên thì chúng ta có thể chọn và hỗ trợ cho trang của chúng ta. Thì thường là những người mà chúng ta chat hoặc là chúng ta giao dịch thường xuyên thì nó gợi ý thôi, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể chọn, chúng ta mời rất nhiều các bạn bè hoặc là hội nhóm. Đấy, các hội nhóm khác nhau, những hội nhóm mà các bạn tham dự thì mời bằng tay cũng được, nhưng mà mời từ từ thôi, đừng mời nhiều. Mời nhiều thì nó khóa cái tính năng mời đấy. Nói chung là cái việc tạo ra một cái fanpage thì không khó, để nó đẹp, nó chuyên nghiệp cũng không khó. Tôi đã hướng dẫn cách làm rất là đơn giản rồi. Sau đó thì các bạn có thể là cái khó nhất là tăng like, viết bài để thu hút lượt truy cập, viết bài để tăng được cái lượt tương tác, tăng được cái lượt thích, tăng được cái lượt chia sẻ. Trong cái bối cảnh mà hiện nay Facebook đang bóp rich, tức là nó bóp rất là chặt những cái tiếp cận tự nhiên để chúng ta phải trả nhiều phí hơn cho quảng cáo, rồi thì nó thay đổi các thuật toán về new feed cho người dùng, vân vân nha. Thì tôi xin phép kết thúc cái video bài học ngắn này là hướng dẫn tạo fanpage. Thì các thao tác tôi đã vừa hướng dẫn rồi, thì tôi chỉ cần lưu ý thứ nhất là cái tên fanpage nó rất là quan trọng, phải chứa từ khóa, chứa thương hiệu và độc đáo, lạ. Đấy. Thứ hai là ảnh bìa phải quan trọng, ảnh đại diện là phải quan trọng, trên đó phải thể hiện các thông tin như là số điện thoại, là cách thức mua, rồi thì phải có chủ đề. Thứ ba là tên này phải hay. Thứ tư là phải có URL. Đấy, ví dụ như là facebook.com/áo sơ mi giá rẻ, đấy là gọi là cái URL mình phải đổi. Tiếp tục là chúng ta sẽ đăng các cái bài viết lên trên này và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu chạy quảng cáo. Và các bạn có thể mời, tăng like bằng tay, mời bạn bè của mình, mời đây. Và các bạn có thể thiết lập các cái vấn đề liên quan đến gọi là setting cho fanpage, từ vai trò, từ tin nhắn, từ các biểu mẫu, và cuối cùng là các bạn phát triển nội dung cho nó. Thì phát triển nội dung cho nó thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn trong cái bài học khác nhé. Nếu các bạn có bất kỳ vấn đề gì thì các bạn có thể liên hệ với cái Facebook Phan Anh Online này của tôi. Đấy, các bạn có thể tìm đây, Nguyễn Phan Anh PA Marketing, và cái nickname là Phan Anh Online đây. Đây là cái Facebook của tôi chỉ có một cái này thôi. Đấy, các bạn vào là chuẩn luôn nhá, có đầy đủ tất cả các cái thông tin trên này, rất nhiều các cái thông tin khác nhau. Ok, một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều đã theo dõi video bài học này. Xin chúc cho các bạn là thành công. Đây là một bài học rất đơn giản và chúng ta sẽ tiếp tục có những bài học phức tạp hơn nữa. Xin chào.